Xin thưa bà con, đây là những cái chiếc thuyền về bến làng chài ở đây. Bến làng chài. Sau khi đánh bắt cá thì về làng chài ở đây và đưa các cái hàng hải sản lên bờ để cung cấp cho chợ hoặc là cung cấp cho các bà con mà về đây để chúng ta mua. Và cái chợ Hạ Long nó nằm ở góc kia, góc ở gần cái núi đấy, nhà bằng vàng đấy. Ở đây, đây là những cái tảng đá mà được đưa xuống các con tàu để phục vụ giúp ướp đá khi mà chúng ta đi biển, giúp cho cá được lâu hơn. Và người dân nơi đây cũng rất là vất vả để đưa những cái thực phẩm này lên tàu, không phải là hề là dễ đâu quý bà con. Rất là nắng luôn. Một bì như này phải 40-50 cân đấy chú nhỉ? 50 cân đấy nhỉ? Mà còn lạnh nữa chứ. Em này em vác khá là khỏe đấy, 50 cân em vác đi còn lên bậc thang này nữa. Nguyên ngày xưa nó làm cái này thì kể cả cái này, cái bậc này nó cao quá này, cửa ra này cung cấp được, còn mấy bậc thấp cung cấp chạy bông băng cho này. Như gì năm nay sáu mấy rồi, vẫn may. Chú năm nay sáu mấy rồi cả? Chứ còn không à? Cháu cứ tưởng chú năm mấy rồi, 50 rồi. Chết. Không, nhìn chú trẻ, cháu cứ tưởng chú 50 rồi. 60 rồi thì tôi đã bậc này nó làm cao quá, tao phải chịu bậc thấp để bậc băng. Đây là bà con tàu chở các cái vật dụng hàng hóa lên các cái con tàu lớn mà người ta cần hàng hóa đấy. Yeah.
kia là những ba cái thuyền được neo với nhau để đánh bắt cá. Ở làng chài này thì cũng có một số bác cao tuổi như bác xa xa đồ này. Đây, cái bác này. Bác cũng đang chèo thuyền để mưu sinh. Đây là có các cái xe đưa hàng hóa xuống chỗ cảng cá này. Đây, các thùng xốp này, cung cấp các thùng xốp này, nước này. Đá này. Hả? Ấy nhà hoạt động như kia này, không nhà thì thôi nhỉ. Đây, ở đây là có cái tàu bảo vệ môi trường là chuyên đi gom rác ở trên biển. Đây, gom rác trên biển luôn. Thank you.